Spent 2 years learning how to walk. Trong này nó bán có bán giống đồ ăn rồi dạ có ừ có nhiều món dạ đi qua đó chỗ đó kê kê dạ có nhiều món ngon ừ bánh bèo có biết bánh bèo biết biết dạ giống bánh cuốn mình tròn phải không dạ à, bánh canh cua nãy con nói ở đây cũng ngon mà mình mới ăn no rồi dạ 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 tiếng cười thôi không ăn được. Ở đây tiếng nào người ta cũng biết nói nhưng mà chỉ biết nói mấy cái để dùng để buôn bán nhiều hơn thì không biết. Cái khó thì cậu thấy thơm lắm mà uống khó đắng quá à, giống uống là giống là bì chỉ không không có khó quá tại ngọt nhiều hơn chắc ngọt lắm cả. Coming to see.
Chị mới hỏi anh nè, chị trả lời không trước rồi đó. Để vô cái túi không à? Mua gì không anh ơi? Dạ không, không. Vậy nó cũng mai thấy cũng đẹp rồi đó. À, do biết rồi kìa. Bên đó mà giống như thì cậu đi qua mấy chỗ bên Thái Lan cái nó bán đồ giả thì nó cũng thấy thấy là giả liền à. You know? Cái đây cũng... người gì? Ai? Ờ, không biết. Không biết, không biết. Hello, you buy t-shirts? Many color. How about for you? Người đừng có quay phim. Hot back in. Hot rồi hả? Để mình ờ. Muốn gì không vậy em? À, không có. Bạn biết chỗ nào trong đây khác vui không? Cái gì khác chỗ? Các bạn có muốn đây một chỗ giống vậy không? Ờ... là một cái chỗ khác. Ờ... bữa nay à? Ờ, à, nơi này, ở đây mình, đây rồi. Mình cũng đi bộ qua gần gần. Ờ, bên bộ thôi hả? Ok. Đi đi. Okay.